Throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Nếu muốn mua được thực phẩm tốt, bạn nhất định phải biết những bí mật này. Bạn sẽ thấy việc đi chợ mua đồ không hề khó khăn tí nào nếu nằm lòng những bí quyết chọn thực phẩm dưới đây. Khi chọn mua đồ trên giá trong siêu thị, chúng ta vẫn thường lấy những món đồ bắt mắt nhất. Tuy nhiên, liệu đó có phải là cách đúng đắn? Sự thật là vẻ ngoài của thực phẩm chưa chắc đã đảm bảo độ ngon hay mức độ nhiều dinh dưỡng như nhiều người vẫn lầm tưởng. Dưới đây là một số lời khuyên đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích để giúp bạn chọn các thực phẩm tự nhiên và tốt cho sức khỏe. 1. Phô mai tản. Khi mua phô mai tản, hãy chú ý đến màu sắc, các lỗ hổng và độ xốp của nó. Phô mai phải đều màu, không có vẻ trắng, các lỗ nằm xen kẽ đều nhau. Bạn hãy thử nắn một miếng phô mai một chút, nếu nó không trở lại hình dáng ban đầu thì không nên lấy. 2. Thịt. Thịt tươi phải có màu hồng, không đỏ tươi hay thậm chí là màu nâu. Chú ý đến đường vân mỡ, chúng phải có màu sáng và óng ánh. Khi ấn vào, miếng thịt ngon sẽ dễ dàng trở lại hình dáng ban đầu và không bị dính tay. 3. Cà phê xay. Chọn cà phê có giá trung bình, cà phê rẻ không thể nào ngon, còn đắt quá thì vị cũng không khác gì. Cà phê xay ngon không bao giờ được để trong hũ nhựa mà phải để trong lọ thủy tinh hoặc kim loại. Hãy xem cả hạn sử dụng nữa, thường thì cà phê sẽ không để quá lâu 18 tháng. 4. Mật ong. Mật ong tự nhiên phải trong suốt và đều màu, loại chất lượng cao thường rất ngọt và có mùi hương đặc biệt. Hãy nhỏ thử một giọt vào giữa đầu ngón tay, nếu như nó dễ dàng thấm vào da, đó là mật ong loại tốt. 5. Kem. Luôn luôn đọc thành phần chứa trong kem. Kem vị dâu hoặc hoa quả thường hiếm khi làm từ nguyên liệu tự nhiên, vì vậy nên chọn loại chỉ có hạt, mứt hoặc kẹo gom. Mặt khác, hãy nhớ kem que thì không bao giờ làm từ nguyên liệu tự nhiên. 6. Chocolate. Đầu tiên, hãy chú ý đến thành phần của chocolate. Thành phần càng ít, thanh chocolate càng ngon. Chocolate chất lượng phải chứa cacao, còn các chất phái sinh khác là sản phẩm nhân tạo. Ngoài ra, nên chọn chocolate có chứa dầu cacao thay vì dầu thực vật. Cá. Cá tươi phải có mắt sáng, nếu mắt đục hoặc lồi thì đó là cá ương. Mang cá phải có màu đỏ tươi hoặc đôi lúc là màu hồng nhạt, do máu được hút cạn qua mang. Khi đặt cá vào lòng bàn tay, đuôi cá trút xuống tự nhiên chứ không rũ ra. 8. Bánh mì. Bánh mì tươi không được cứng, cho nên hãy chạm thử vào bánh khi ở cửa hàng. Chú ý rằng vỏ bao nhựa sẽ giữ cho bánh tươi được lâu hơn, tuy nhiên hương vị sẽ bị giảm đi sau khi để trong bao khoảng vài giờ. 9. Cà rốt. Chọn cà rốt khá là dễ, chỉ cần chọn những củ nào có màu đậm hơn, không có nốt và kích thước nhỏ. Bạn cũng có thể nhìn vào phần lá phía trên củ cà rốt để dễ nhận ra độ tươi của củ. 10. Ớt chuông. Quả có 2 hoặc 3 phần là quả ớt đực và sẽ đắng hơn và ít hạt hơn. Nếu quả có 4 phần thì đó sẽ là ớt cái, sẽ ngọt hơn và có nhiều hạt, thích hợp để ăn sống. Bên cạnh đó, hãy chú ý phần đuôi của quả ớt chuông nơi nó phồng lên, đó cũng là cách dễ dàng phân biệt giới tính của quả ớt. 11. Hành lá. Quan sát phần tiếp giáp giữa hai màu xanh và trắng trên hành lá. Nếu hai màu phân chia một cách rõ ràng thì đó là hành lá chất lượng. Còn nếu hai màu gần như bị hòa vào nhau thì đó có nghĩa là hành lá vẫn còn non. Sự thật có thể gây sốc về thành phần của 8 loại đồ ăn quen thuộc, khiến bạn không thể tin là thật. Hàng ngày, chúng ta vẫn lựa chọn nhiều loại đồ ăn đóng gói vì sự tiện lợi và hương vị hấp dẫn. Nhưng có phải ai cũng biết về những thành phần thực sự làm nên các loại thực phẩm ấy? 1. Tương cà. Nhắc đến tương cà thì ai cũng nghĩ nó được làm 100% từ những quả cà chua chín mọng đỏ chót thơm ngon. Thế nhưng mấy ai biết được rằng thành phần chính để tạo nên hương vị của một chai tương cà chua là một loại bột nhuyễn được làm từ cà chua và bột ngô. Lượng cà chua thực trong hỗn hợp này phụ thuộc vào chất lượng của chai tương mà bạn chọn mua. Tùy nhà sản xuất mà họ cho từ 6% đến 10% cà chua vào hỗn hợp. Tương cà chua còn được cho thêm siro ngô để làm tăng độ nhớt. Vậy nên, để mua được một chai tương cà ngon, tốt nhất là bạn nên đọc kỹ thành phần của nó và chọn ra loại có thành phần chứa nhiều cà chua hơn các loại khác. 2. Thanh cua. Loại cá được dùng để sản xuất thanh cua thường không phải là những loại cá đắt tiền với chất lượng cao. Khi sản xuất, họ sẽ thái lát những miếng cá, làm sạch chúng và cố gắng loại bỏ mùi tanh. Sau đó, nhà sản xuất sẽ nghiền nhỏ cá, trộn cùng với các thành phần như đường, muối, protein đậu nành, dầu thực vật, màu thực phẩm và các chất phụ gia. Những sản phẩm thanh cua chất lượng cao khi bị uốn cong thường khó gãy, được gói chặt trong bao bì dày. Nếu chúng dễ dàng gãy khi bị uốn cong thì những thanh cua này chứa một lượng lớn bột bắp chứ không phải là cá như mọi người vẫn nghĩ. 3. Snack khoai tây. Thành phần chính của các loại snack khoai tây chính là loại bột chủ yếu được làm từ các củ khoai tây không được tươi ngon. Tiếp đó thì bột ngô hoặc bột mì cũng được thêm vào trong sản phẩm này. Người ta còn phát hiện có chất acylami, một chất gây ung thư được cho rằng bị tích tụ trong quá trình xử lý nhiệt của các miếng khoai tây chiên này. Bên cạnh đó, sản phẩm của một vài thương hiệu snack khoai tây đã bị tìm thấy lượng hóa chất vượt quá mức an toàn, 0,2 microgram 1 kg. Một điều lưu ý nữa là những miếng snack khoai tây này được chiên nên chúng luôn chứa nhiều dầu hơn bạn nghĩ. 4. Ngũ cốc. Ngoài các thành phần chính là ngũ cốc, đường, muối, chất phụ gia, một số loại ngũ cốc có chứa dầu cọ, chúng còn có một lượng lớn siro ngô trong đó. Đặc biệt, trong ngũ cốc còn có hàm lượng đường fructose rất cao mà đa phần các nhà sản xuất không in lên trên bao bì sản phẩm. Vì có hàm lượng đường và bột ngô cao nên các chuyên gia khuyên bạn không nên cho trẻ ăn ngũ cốc mỗi ngày. 5. Sữa chua hoa quả. Trái cây chỉ chiếm khoảng 1% đến 5% thành phần của các loại sữa chua này. Trong những hộp sữa chua này thường chứa bột ngô, đường, hương liệu, chất điều axit. Một số chất được dùng làm chất ổn định như gelatin, natri, onginate và nhựa cây. Loại sữa chua tốt cho sức khỏe là loại được làm từ sữa nguyên chất và những lợi khuẩn. Kem và bơ sữa là những thành phần có thể chấp nhận được trong một hộp sữa chua. 6. Nutella sô-cô-la chảy. Có lẽ những fan cuồng độ ngọt đã quá quen thuộc với loại sô-cô-la được làm từ hạt phỉ này. Nutella được thêm vào dầu thực vật, đa phần là dầu dừa, một số chất khác như vanilla, chất nhựa hóa, chất làm đặc và hương liệu. Khi chọn Nutella, bạn không nên chọn loại có lớp màng trắng vì chúng có khả năng chứa rất nhiều dầu dừa. Những nhà sản xuất loại sô-cô-la này cũng khuyên rằng chúng ta không nên ăn quá 2 muỗng một ngày. 7. Sô-cô-la trắng. Có thể thấy, sô-cô-la trắng đã đánh lừa được nhiều người với thành phần của nó. Loại sô-cô-la đen thực sự thường chỉ chứa bơ và cacao. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thường pha loãng chúng với dầu dừa và bơ hạt mỡ. Một số thành phần khác bao gồm chất nhũ hóa, hương liệu và các chất phụ gia. Những loại sô-cô-la chất lượng cao thường rất giòn và cứng, khi vỡ chúng vụn ra chứ không hề vón cục. 8. Sữa đặc. Sữa đặc được làm bằng cách bốc hơi chất lỏng từ sữa tươi. Do đó, thành phần còn lại sẽ là chất béo động vật. Các nhà sản xuất thường giảm lượng sữa thực và thêm vào đó là chất béo và thực vật cùng với chất làm đặc để đạt được hàm lượng chất và độ đặc mong muốn.